tỉnh giấc. Mở mắt nhìn một lúc lâu lên trần nhà, dậy vươn vai, bỏ tay mình đã nhét ở trong quần và ngày hôm qua nhậu say cùng với mấy anh em gần nhà. Giờ mệt thế nhở? Gần 30, nhìn lại thì mình cứ ăn xong rồi ngồi nhìn xung quanh. Hôm mi thì giờ có vợ con cả rồi, mà sao anh giờ đây một mình cứ lông bông vậy rời. Ôi trời ơi, chẳng lẽ cứ sống như vậy mãi sao? Cuộc đời quẩn quanh thời gian thật nhanh diệt ngày tháng. Phải thật hạnh phúc như mình ước ao thì phải làm sao, giờ phải làm sao? Chợt nhận ra là nhiều ngày qua bao thứ xảy ra, nhưng mình vẫn thế, vẫn chẳng tư tế, vẫn sống qua loa. Muốn bằng người ta thì điều đầu tiên là phải biết luôn học thêm kiến thức xung quanh mỗi ngày, và sau đó thì phải chịu khó thì mới có ăn. Cần cù siêng năng không được lan tăn khi thấy khó khăn. Các cụ ngày xưa đã nói rằng muốn có ăn mà không thì nhìn luôn. K-K-K-W-N Trước khi gặp em, đời anh đã nát một phần. Đến khi gặp em, đời anh nát thêm nhiều lần. Cứ đêm rồi đêm, lo lắng cứ lớn thêm dần. Tại vì sao sống bất công với anh? Dù anh cũng có nét đẹp dai tự nhiên trời cho, cũng biết tí chém gió, cũng được khen là hay và hò. Sao cuộc sống vòng vo quay toàn chúng vào ô khôn khó, rồi ngày càng thêm buồn lo, không tìm được lối thoát thì gai à to. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Thời gian trôi đi ta vô tình lãng phí, để rồi đến khi mình nhận ra thì còn cố gắng cũng chẳng ích chi. Chợt nhận ra là nhiều ngày qua bao thứ xảy ra, nhưng mình vẫn thế, vẫn chẳng tư tế, vẫn sống qua loa. Muốn bằng người ta thì điều đầu tiên là phải biết luôn học thêm kiến thức xung quanh mỗi ngày, và sau đó thì phải chịu khó thì mới có ăn. Cần cù siêng năng không được lan tăn khi thấy khó khăn. Các cụ ngày xưa đã nói rằng muốn có ăn mà không làm thì nhịn luôn. Rồi một ngày kia khi đang ở giữa con đường để làm người trưởng thành hơn, anh vô tình gặp được người thương, một người làm anh quên hết nỗi buồn và cho anh động lực để cố gắng hơn.